Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã tới với kênh của Vụ Phụ Kiện. Thì ngày hôm nay vợ mình có được một em S22 Ultra ha. Thì bây giờ mình sẽ khui hộp em S22 Ultra này và gắn phụ kiện vô cho em nó. Coi mình có những cái phụ kiện gì cho S22 Ultra ngày hôm nay nha. Bây giờ đây là có một con S22 Ultra màu đen. Máy mới nha mấy bạn. Thì ngày hôm nay mới là ngày 28 ha, 28 tháng 2 thôi. Đây, đây là em S22 Ultra màu đen. Thì máy thì mình không có nói nhiều nữa, bây giờ mình chỉ nói vô về phần là phụ kiện nha. Máy đàng hoàng các bạn chứ không phải là demo nha. Ok. Rồi, thì mình sẽ có kính cường lực mặt trước UV nha. Đây là kính UV. Đó. Hàng là hàng xịn nha. Rồi, thứ hai là kính 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 camera ba cái cam này của Honda luôn. Thì cái này là nó xài chung với 12 Pro Max nha các bạn. Đây ba cái cam này, chỉ là ba cam này thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu là sẽ lột siêu rồi dán màn hình mặt trước cho chiếc S22 Ultra này nha. Thì đầu tiên á, các bạn phải vệ sinh thiệt là sạch cái màn hình của mình, sau đó thì mới dùng keo đổ lên trên một khoảng trên phía trên 2/3 của màn hình á, 1/3 của màn hình á. Sau đó mình sẽ lột kính ra dán. Thì tất cả những cái video mà có hướng dẫn dán keo UV tại nhà á, vừa có đã up ở trên kênh YouTube của vừa rồi. Nếu bạn nào có nhu cầu mà muốn tự dán tại nhà á, thì có thể tham khảo qua video của vừa ở trên YouTube này nha. Rồi thì có thắc mắc gì cứ inbox bay vừa thì mình sẽ hướng dẫn trực tiếp thêm cho các bạn. Sau khi mấy bạn chiếu đèn xong thì bắt đầu mình xong công đoạn rồi đó, bây giờ mình vệ sinh máy thôi ha. Như các bạn đã thấy thì đây cái kính khi mà dán xong thì nó rất là mỏng, nó in sát lên trên cái màn hình luôn, nhìn liền lạc, không có giống như là mình đang dán một cái gì lên trên hết đó. Bạn cứ nhìn cái khe ở dưới nè, bằng phẳng. Và bây giờ vừa sẽ thử vân tay cho bạn xem sau khi dán thì có ăn vân tay hay là không. Đó, như bạn đã thấy thì vân tay nhận rất là nhạy ha, ăn bình thường. Rồi sau khi thêm vân tay xong thì bắt đầu vừa sẽ test cho bạn xem. Thì mấy bạn cứ thấy nó rung cái mình nhấc lên rồi mình đặt xuống lại thôi. Cứ rung cái là nhấc lên đặt xuống lại thôi. Bạn nào mà muốn ăn nhạy hơn á, thì bạn có lấy một cái ngón đó mà lấy thêm một lần nữa thì vân tay bảo đảm ăn 99% luôn nha. Rất là nhạy luôn. Bây giờ mình test nè. Đó, ăn liền nha. Đó, ăn liền thấy không? Đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ dán camera Honda ha. Thì cái camera của thằng này nó đang xài chung với 12 Pro Max. Rồi, bây giờ vừa sẽ khui cái hộp camera selfie này cho mấy bạn xem ở trong có gì ha. Thì cũng như bao cái hộp camera selfie khác thôi, thì ở trong này nó sẽ có một cái túi selfie, ở trong này sẽ có một cái lens cam selfie và một cái miếng giấy chứng nhận của da. Đây, nhân vật chính của mình đây, đó là ba cái lens selfie. Thì để dán được ba cái lens này lên trong cái Samsung S22 Ultra này á, thì mình chỉ cần lột cái miếng ở trên. Đầu tiên bạn vệ sinh thật kỹ ha, lột cái miếng này ra. Rồi bạn lấy một cái miếng sticker ở trong cái hộp lens có sẵn đó, rồi mình lấy cái lens ra, chứ mình không có thể dùng cái khung của nó được nữa, tại vì cái này nó là dành cho iPhone mà. Mình chỉ lấy ba cái lens selfie này dán lên ba cái mắt chính của Samsung S22 Ultra thôi. Đó, đối với đấy bạn thấy rất là dễ ha. Mình gồng vệ sinh sạch rồi mình lấy cái sticker đó, lấy ba cái lens cam ra rồi dán lên rất là dễ. Đó, thì đây là miếng giấy chứng nhận của cái lens cam selfie này. Thì đối với máy màu đen thì mình thấy lên màu vàng này rất là đẹp nha các bạn. Đó, nhìn nó rất là liền, nhìn bớt sợ lỗ luôn. Đây, sau khi dán thì mình sẽ test cho mấy bạn xem cái độ nét của hình ảnh, nó không có ảnh hưởng gì hết nha. Đó, nó là sapphire mà, trong 100%. Đó, mình sẽ test nè. Đó, mình nhìn thấy cái độ nét chữ rồi nọ. Thì thực tế mình đang quay bằng con iPhone 13 Pro nên mấy bạn cũng sẽ thấy lens của mình cũng dán sapphire luôn. Mình sẽ thấy rất là rõ. Đó, sau khi dán nhìn cái máy nó đẹp không, nhìn nó nhìn có điểm nhấn liền ha, nó không có bị lộ 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 lỗ. Nhìn mấy bạn hay đầu tiên hay nói là bệnh sợ lỗ đó, nhìn này sẽ sợ lắm á đó. Rồi thì vừa cũng cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này của Bộ Phụ Kiện ha.
Thì các bạn nào có muốn nhu cầu mua những sản phẩm trong video này thì có thể truy cập vào đường link vựabk.vn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.